xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Chương trình tối nay Chủ nhật ngày 25 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái về tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Chiều nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến với 16 tỉnh, thành phố nhằm ứng phó với bão số 4 Noru, cơn bão được đánh giá là mạnh nhất trong 20 năm trở lại đây. Bất cập nơi để xe tại chung cư, một trong số những mâu thuẫn giữa cư dân với chủ đầu tư khi không có tiếng nói chung. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 16 giờ chiều nay theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhà nước ta đã tới sân bay quốc tế Haneda, thủ đô Tokyo, Nhật Bản, bắt đầu chương trình dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9. Chuyến bay được thực hiện theo hình thức bay thương mại với đông đảo hành khách trên hành trình từ Hà Nội đi Tokyo. Nhật Bản sẽ tổ chức quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo vào ngày 27 tháng 9. Đây là lần thứ hai kể từ sau Thế chiến thứ hai, chính phủ Nhật Bản quyết định tổ chức quốc tang cho một cựu thủ tướng. Lần đầu tiên là cố Thủ tướng Yoshida Shigeru vào năm 1967. Dự kiến sẽ có khoảng 6.000 quan khách nước ngoài tham dự sự kiện này, trong đó có các nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và đại diện lãnh đạo các nước. Theo chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước dự quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo, tham dự cuộc tiếp trưởng đoàn các nước của Nhật Hoàng, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Chủ tịch nước cũng sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo nghị viện, tiếp lãnh đạo một số địa phương Nhật Bản và gặp gỡ song phương với một số trưởng đoàn các nước dự lễ quốc tang. Việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo thể hiện sự ghi nhận, trân trọng tình cảm đặc biệt và sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu mà cố Thủ tướng Abe Shinzo đã dành cho Việt Nam, cũng như quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. Đây cũng là sự thể hiện rõ nét đất nước con người Việt Nam luôn trân trọng, thủy chung và tình nghĩa với bạn bè quốc tế. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái về tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, nỗ lực lớn, hành động, đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, GRDP 6 tháng đầu năm 2022 tăng 7,57%, cao nhất trong 5 năm gần đây. Thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm đạt trên 2.500 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ. Phát triển nông nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 5,44%, gấp 2 lần bình quân chung của cả nước. Và 8 tháng năm 2022 đón gần 1,1 triệu lượt khách, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, nhiều chính sách đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được triển khai hiệu quả. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Để tỉnh phát triển nhanh bền vững hơn, Yên Bái đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành một số nội dung liên quan phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, du lịch, bảo vệ phát triển rừng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành trung ương phát biểu đánh giá những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua, chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đề xuất các giải pháp mà Yên Bái cần thực hiện để thúc đẩy phát triển, cho ý kiến đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Yên Bái có đầy đủ yếu tố để phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao, biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Yên Bái đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế mà Yên Bái cần nỗ lực khắc phục. Thủ tướng gợi mở một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu mà Yên Bái cần phải tổ chức thực hiện ngay. Theo đó, phải tiếp tục triển khai hiệu quả phòng chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Yên Bái cần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Trong đó cần đẩy mạnh phát triển vùng dược liệu, phát triển công nghiệp dược liệu. Thủ tướng chỉ đạo Yên Bái cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả, thân thiện với môi trường, tập trung phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chủ lực có lợi thế cạnh tranh.
Đặc biệt tỉnh cần tập trung nguồn lực phát triển du lịch bền vững trên nền tảng tăng trưởng xanh, phát huy tiềm năng, lợi thế về danh lam thắng cảnh, điều kiện tự nhiên, đặc sản riêng có, đa dạng sinh học, môi trường sinh thái và bản sắc các văn hóa dân tộc. Thủ tướng cho rằng nguồn nhân lực là chìa khóa để Yên Bái phát triển nhanh và bền vững. Do đó, tỉnh cần phải nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, yêu cầu Yên Bái coi trọng công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị phải trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Đối với các đề xuất ý kiến của tỉnh, trên cơ sở ý kiến của các bộ ngành, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến cụ thể đối với từng đề xuất. Chiều nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức họp trực tuyến với 16 tỉnh, thành phố nhằm ứng phó với bão số 4 Noru, cơn bão được đánh giá là mạnh nhất trong 20 năm trở lại đây. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp. Theo dự báo, tối nay, bão Noru sẽ đổ bộ vào Biển Đông. Tới đêm ngày 27 tháng 9, rạng sáng 28 tháng 9, bão đổ bộ vào khu vực miền Trung từ tỉnh Thừa Thiên Huế đến tỉnh Quảng Ngãi với sức gió 13, giật cấp 16. Nhằm ứng phó với cơn bão mạnh, các tỉnh, thành phố đã tiến hành kêu gọi gần 58.000 tàu thuyền vào nơi tránh trú bão. Đến chiều nay, vẫn còn 127 tàu cá đang nằm trong vùng nguy hiểm, đang được liên lạc và hướng dẫn tránh trú. Rất nhiều cơn bão vào, không thể không bão lớn, thế nhưng mà bị ngập lụt là đường sắt cũng bị chia cắt, và đường bộ thì cũng bị chia cắt. Và khi mà đường bộ đã ngập lụt thì rất nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra là cố tình đi qua, bị trôi. Ví dụ như trường hợp ở Hà Tĩnh mà trôi trên 40 người ở xe khách mà trôi ra đến tận cửa, nghĩa là chết, nghĩa là trôi luôn xe khách, cố tình đi qua và trôi. Và đây thì có khi dự báo là cơn bão này là cường độ rất mạnh và rất nhanh, thì cái nguy cơ mà xảy ra là khi mà bão vào là tôn bay rồi tất cả các thứ bay, là người đi đường rất là nguy hiểm. Thì cái việc này là đề nghị các địa phương là nhất là gần như là cấm không cho ra đường khi bão đổ bộ. 16 tỉnh, thành phố cũng đã triển khai ngay các phương án phòng chống bão số 4. Trong đó các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận rà soát phương án sơ tán dân với tổng số gần 870.000 người. Trong đó các tỉnh trọng tâm dự kiến bão đổ bộ từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi sẵn sàng phương án sơ tán gần 370.000 người tùy theo diễn biến của bão. Bên cạnh đó, các địa phương đã sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hồ chứa và hạ du. Ủy ban các huyện, thị xã, thành phố cũng đã rà soát các phương án để sơ tán, di dời các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng bão lụt và nước dâng cho bão đến nơi an toàn, triển khai sơ tán các đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người khuyết tật, người bệnh, hiểm nghèo để chủ động sơ tán đến nơi an toàn. Rồi ngoài ra thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo công tác cắt tỉa, gia cố cây xanh để tránh bị gãy đổ. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhận định đây là siêu bão, do đó cần phải tập trung các đơn vị ở mức cao nhất, nhất là công tác dự báo nắm bắt tình hình, diễn biến cơn bão. Yêu cầu các địa phương tạm hoãn các cuộc họp chưa cấp bách, thành lập các ban chỉ đạo ứng phó bão để triển khai được hiệu quả. Người dân ấy, mà đang ở những cái nhà cấp 3, cấp 4 ấy, và có nguy cơ, nếu mà giật cấp 13, 14, 17 thì các ông chí phải có cái phương án sơ tán trước. Sơ tán trước. Chứ không có là cấp 17 là giật bay hết cả. Trên cái chỗ này tôi đề nghị là các địa phương, các ông chí cho khảo sát ngày nay, ngày mai để tính toán cái phương án, thời điểm để mà di chuyển bà con về chỗ an toàn. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan cần triển khai sớm hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 Noru. Chiều nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cùng đoàn công tác của Trung ương đã tới kiểm tra công tác phòng chống bão tại thành phố Đà Nẵng, một trong những địa phương được dự báo là sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Noru. Đà Nẵng cũng dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó bão. Báo cáo đoàn công tác, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cho biết, địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão, neo đậu theo đúng quy định, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Việc phòng chống lụt bão đối với tàu trong bờ đã đảm bảo. Còn hiện tại có 35 chiếc tàu đang hoạt động trên biển, thì có 7 tàu gần bờ. Còn các tàu còn lại đã liên lạc được và hướng dẫn cho ngư dân thoát ra khỏi vùng nguy hiểm và họ đang dịch vào bờ an toàn. Các địa phương khẩn trương có phương án bố trí địa điểm an toàn, phối hợp với các lực lượng quân đội, công an hỗ trợ người dân đưa tàu thuyền vào khu vực tránh bão, chằng chống nhà cửa, tiếp tục cắt tỉa cây, tránh gãy đổ khi bão vào. Hiện nay trên địa bàn phường thì có hai vị trí là khu phước trường 1
và khu dân cư Mỹ Thạnh. Thì đặc biệt là khu dân cư Mỹ Thạnh thì có một số nhà cấp 4 chưa được kiên cố. Chúng tôi cũng đã phân công lực lượng dân quân và tổ quy tắc hỗ trợ để chằng chống gia cố nhà cửa. Rồi bên cạnh đó là một số công trình lớn. Chúng tôi đã thông báo và yêu cầu chủ đầu tư là gia cố các cẩu tháp, rồi máy vận thăng và giàn giáo. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, các quận huyện tập trung triển khai các phương án phòng chống và khắc phục hậu quả sau bão, tạm dừng các cuộc họp chưa thật sự cần thiết để tập trung lực lượng đối phó với bão. Là một trong những địa phương được dự báo sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 4 Noru, tỉnh Quảng Nam đã và đang chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bão, sẵn sàng phương án cứu nạn cứu hộ khi cần thiết. Những ngày qua, toàn bộ cây xanh trên các tuyến phố chính của thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã được cắt tỉa, hạ độ cao nhằm đảm bảo an toàn lưới điện, tránh gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân khi bão đổ bộ. Bố báo vô mạnh cho nên lãnh đạo công ty của phòng công tác đô thị là cho công nhân coi như là luôn không nói chuyện nhật cơ giấy, cho nên là tranh thủ để mà chấp nhận thời cơ để mà giải qua cái bố này, phải không? Cho nên không nói chuyện nhật giấy, điều hành anh em công nhân chia ra từng cụm nữa rồi luôn. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 cũng khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó khi bão đổ bộ và sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Đơn vị đã phối hợp các lực lượng kêu gọi, hướng dẫn ngư dân khẩn trương tránh bão. Tình hình diễn biến khu vực biển miền Trung trong cái mùa này thì các cơn bão diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến khu vực miền Trung, nên là cán bộ chiến sĩ luôn trong tâm thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ và quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chúng tôi là thường xuyên tổ chức các cái biên đội tàu hoạt động tuần tra kiểm soát trên biển, vừa thực hiện cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, hai thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật, đồng thời bên cạnh đó là cái nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Nên là khi có tình huống xảy ra là các cái tàu này là cái lực lượng đó là đi cứu hộ cứu nạn đầu tiên để là giúp đỡ ngư dân là bảo đảm là an toàn về người và phương tiện tàu thuyền. Đến 15 giờ chiều 25 tháng 9, Quảng Nam có 111 tàu cá với 2.778 lao động đang hoạt động trên biển. Trong đó còn 19 tàu với 260 lao động nằm trong khu vực nguy hiểm của bão Noru. Thừa Thiên Huế, địa phương được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, khẩn trương triển khai các giải pháp phòng chống bão, đặc biệt là sơ tán dân nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, một trong những vùng xung yếu ven biển thường xuyên bị sạt lở và chiều cường xâm thực. Công tác vận động người dân sơ tán được triển khai quyết liệt. Chính quyền địa phương đến tận nhà dân nắm thông tin và địa điểm sơ tán, đồng thời hỗ trợ người neo đơn, già yếu. Để ứng phó với bão Noru, Thừa Thiên Huế dự kiến di dời trên 23.000 hộ dân với gần 85 khẩu. Đó thì mình cũng nghe là nói dự báo là cơn bão này rất là nặng. Nhưng mà mình cũng chuẩn bị đó, chuẩn bị tư thế để đi chứ. Chứ đời những đời xã khuyến gặp đó, khuyến động ấy đó thì mình cũng lo mà đi chứ. Đình đội chứ mà ấy, cũng sợ chứ. Mạng sống của mình là trên mà. Trung ương tỉnh, huyện quan tâm đầu tư các cái hệ thống đê kè chống sạt lở bờ biển của xã Hồ Thượng. Tuy nhiên có một số vị trí đê kè hiện nay vẫn chưa được đầu tư. Chính vì vậy những điểm này là xác định là những điểm xung yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng tài sản của người dân. Theo thống kê, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 2.000 phương tiện với 11.350 lao động hoạt động khai thác thủy sản. Hiện vẫn còn 17 tàu với hơn 150 lao động đang trên biển, dự kiến vào bờ vào sáng mai 26 tháng 9. Trước dự báo bão Noru đổ bộ khu vực miền Trung với sức gió giật mạnh, các địa phương triển khai các giải pháp chủ động ứng phó, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào neo đậu an toàn trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Chiều nay, tỉnh Quảng Trị họp khẩn triển khai các kịch bản ứng phó với siêu bão Noru, đặc biệt phải tập trung đề phòng lũ ống, lũ quét, sơ tán các hộ dân trong vùng xung yếu đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ. Đến thời điểm này, gần 2.300 tàu thuyền tại Quảng Trị cùng hơn 6.000 thuyền viên đã vào nơi neo đậu an toàn, tránh bão Noru. Chỉ còn 9 chiếc thuyền đang hoạt động trên biển. Riêng tại huyện đảo Cồn Cỏ đã thực hiện phương châm 4 tại chỗ, ngừng mọi hoạt động để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Địa phương cũng yêu cầu quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, kiểm đếm theo dõi tàu thuyền đang hoạt động trên biển. Di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ghi nhận trong sáng nay ngày 25 tháng 9, đã có một số tàu khẩn trương về bờ neo đậu an toàn. Chương trình tiếp tục với các tin tức đáng chú ý.
Thưa quý vị, trước xu hướng tỷ giá đô la Mỹ tăng mạnh và nhu cầu mua đô la Mỹ của các ngân hàng thương mại cũng đang tăng, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp tục tăng lãi suất huy động tiền gửi và cung một lượng lớn đô la Mỹ nhằm ổn định tỷ giá, giảm nguy cơ nhập khẩu lạm phát, đồng thời đảm bảo đủ cung tiền cho nhu cầu phục hồi kinh tế. Thống kê từ công ty chứng khoán Bản Việt, 8 tháng đầu năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã bán hơn 20 tỷ đô la Mỹ cho các ngân hàng thương mại thông qua hợp đồng kỳ hạn và giao ngay. Trong số này, 12 tỷ đô la Mỹ tương đương với 280.000 tỷ đồng đã giao, đáo hạn, được bơm ra khỏi hệ thống ngân hàng. Trong 8 tháng, các ngân hàng thương mại cũng đã mua trên 2 tỷ đô la Mỹ từ Ngân hàng Nhà nước. Và sau khi quyết định tăng lãi suất 0,75% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, đồng đô la Mỹ mạnh hơn vẫn gây áp lực lên tỷ giá hối đoái. Như vậy, nguy cơ nhập khẩu lạm phát vẫn ở mức đáng báo động nếu không được điều chỉnh kịp thời. Một số cái đồng tiền mạnh của một số quốc gia thì nó mất giá rất mạnh so với đồng đô la Mỹ. Trong cái mối liên hệ giữa lãi suất tỷ giá và lạm phát, với cái yêu cầu để ổn định lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thì Ngân hàng Trung ương điều chỉnh cái lãi suất hợp lý để đảm bảo cái cân bằng cái mối quan hệ này, thực hiện đạt được cái mục tiêu chính sách tiền tệ, đáp ứng cái nhu cầu vốn cho chương trình phục hồi thị trường kinh tế. Theo các chuyên gia, tác động tỷ giá đã được Quốc hội và Chính phủ dự đoán từ trước, nên mặt bằng lãi suất vẫn sẽ được giữ ổn định để đảm bảo nhu cầu cho đà phục hồi kinh tế. Tỷ giá đồng Việt Nam của chúng ta rất ổn định. Cho đến nay thì chúng ta đồng Việt Nam mất giá nhẹ so với cả các đồng tiền khác như tôi đã báo cáo các anh chị ở trên. Thì để thấy là Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện đúng cái tôn chỉ, đó là chúng ta bám sát, chúng ta kiên định đối với cái việc là ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Để tránh nhập khẩu lạm phát, Quốc hội và Chính phủ cần phải có những điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, công cụ về chính sách tiền tệ cần khơi thông dòng vốn FDI, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, cân đối nguồn dự trữ ngoại tệ. Tuy nhiên, cũng không nên kỳ vọng dòng vốn đầu tư từ nước ngoài vào các thị trường mới nổi và cận biên như Việt Nam, kể cả đầu tư trực tiếp và gián tiếp, khi lãi suất điều chỉnh được xem là thô bạo của Fed vừa qua. Nền kinh tế họ có chấp nhận, các doanh nghiệp người ta có chấp nhận là lãi suất tăng cao hay không? Trong cái bối cảnh lạm phát ở Việt Nam thì đang được giữ, nhưng mà lạm phát ở nước ngoài thì lại đang tăng cao. Đặc biệt là lạm phát ở khu vực Mỹ, EU là hai cái thị trường xuất khẩu lớn nhất của chúng ta. Tỷ giá hối đoái sẽ tiếp tục chịu áp lực trong những tháng cuối năm 2022 do đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng giá khi Fed duy trì lộ trình tăng lãi suất. Tuy nhiên, vẫn có những yếu tố hỗ trợ tỷ giá, bao gồm dòng vốn FDI mạnh hơn, tăng thặng dư thương mại cải thiện, dự báo đạt khoảng 8,9 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022 và thặng dư cán cân thanh toán dự trữ ngoại hối đạt ngưỡng an toàn. Thời gian qua, nhiều chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tục xảy ra mâu thuẫn giữa cư dân với chủ đầu tư do chưa rõ ràng trong quản lý vận hành diện tích chung và riêng. Những mâu thuẫn này thì vẫn chưa có hồi kết khi các bên liên quan chưa có tiếng nói chung. Cư dân chung cư 713 Lạc Long Quân liên tục đề nghị chủ đầu tư, công ty cổ phần xây dựng giao thông đô thị Hà Nội, chứng minh được quyền sở hữu tại phần diện tích sân bãi quanh chung cư. Theo phản ánh, diện tích này làm nơi sinh hoạt chung, vui chơi cho cư dân, nhưng đã bị chủ đầu tư sử dụng làm bãi gửi xe. Dù đã kiến nghị tới cơ quan chức năng thành phố Hà Nội nhiều lần, nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Ở đây là thừa xe là thu là 1,2 triệu, mà bên ban quản lý người ta bảo là cái đường này là đường của người ta, là thành phố giao. Dân ở đây thì người ta bảo nếu mà đúng cái mà theo đúng quy định pháp luật mà có cái giấy phép mà cái đường ấy mà chứng minh được ấy, thì nếu mà đúng thế thì mà hợp lý thì dân người ta sẽ không thắc mắc gì cả. Theo phản ánh của người dân, chung cư Golden Land, phường Thanh Xuân Trung, thành phố Hà Nội cũng xảy ra tình trạng tương tự khi hành lang giao thông nội chung cư bị ban quản lý, chủ đầu tư công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy chiếm dụng làm nơi gửi xe thu phí không vé. Em xin đăng ký thu phí thôi. Ở đây trên thẻ. Ban quản lý cho thuê diện tích nào để gửi xe của cư dân này, rồi họ còn tận dụng để cho những cái người ngoài vào gửi xe thì gây rất là bất cập. Cư dân thì phải được hưởng cái phần diện tích của họ, chứ bây giờ lại đem người ngoài gửi xe, chúng tôi đem xe về thấy đầy hết thì lại phải đi tìm chỗ khác, rất là bất cập. Sau phản ánh của người dân, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân đã tiến hành ra văn bản chỉ đạo, đồng thời tháo dỡ các biển báo trông giữ xe tại chung cư Golden Land.
Đại diện Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân cũng cho biết, khu vực này không được phép chiếm dụng làm bãi trông giữ xe, đồng thời yêu cầu cư dân phản ánh lên cơ quan công an nếu xảy ra tình trạng thu phí trông giữ xe trái phép. Bạn anh đã có xuống kiểm tra thực tế và đã có hẳn văn bản giao cho cơ quan quận quản lý cái nội dung này. Và hiện nay thì như em xuống quay lại thì sẽ thấy là không có cái biển trông giữ xe tại khu vực này. Đấy, cái tế nhị ở đây cũng là phần của người ta là đang chưa bàn giao về cho chính quyền địa phương. Nên là chúng ta chưa thể cắm các cái biển cấm dừng cấm đỗ để có tiện cho việc xử lý. Thế còn cái việc mà người ta lén lút để làm sai thì chúng ta sẽ phải có những cái biện pháp của cơ quan chức năng để xử lý cái nội dung đấy. Theo quy định tại thông tư 05 của Bộ Xây dựng về ban hành quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư, các tranh chấp được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải theo quy định của pháp luật về nhà ở. Trong trường hợp không thương lượng hòa giải được thì yêu cầu Tòa án Nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật. Thuốc tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán công khai tại chợ phiên. Người bán chính là những người dân địa phương không có giấy phép và chứng chỉ hành nghề. Thực trạng này thì không khó để bắt gặp tại các phiên chợ vùng cao. Thuốc tân dược được người dân địa phương bày bán như là bán sau, từ những vị thuốc Tây cho đến những lọ thuốc gắn mác Trung Quốc. Không khó để bắt gặp hình ảnh như thế này tại phiên chợ Xín Tráng, huyện Simacai. Thuốc tân dược được người dân địa phương bày bán la liệt. Tất cả được bày bán trên cùng một sạp hàng. Theo lời giới thiệu của người phụ nữ này, thì các loại thuốc được bán ở đây đều rất tốt vì chị đã từng dùng thử. Nếu mà họ mua về họ uống người ta bị làm sao thì làm như nào? Vì mình đã uống mình không sao thì người ta mới dám mua về chứ. Mình không uống thì sao mà mình cứ thử chứ thì người ta sao dám mua. Nhìn như thế này tác dụng của nó là gì? Một hộp là thuốc đi ngoài. Thuốc đi ngoài à? Chị có biết chị đọc tên thuốc hay là thuốc gì chị biết không? Cái tưởng dẫn mình vào lại cứ để ở trong cái hồ kia. Người bán thì hiểu mập mờ về tác dụng và hạn sử dụng, còn người mua thì cũng tin vào lời của những dược sĩ bất đắc dĩ này. Một thực trạng đáng báo động cho việc sử dụng thuốc tân dược ở vùng cao. Sử dụng như nào mua ở đâu về thì anh không biết, anh chỉ có là đi vào từ đây xem cái quán như này có thì mua cái quán như này thôi. Lực lượng quản lý thị trường trên địa bàn cho biết đã thu giữ gần 700 hộp thuốc tân dược nhập lậu không rõ nguồn gốc. Người bán thuốc là dân vùng cao, mặc dù tăng cường kiểm tra, tuyên truyền nhưng do nhận thức hạn chế nên cứ vắng bóng lực lượng chức năng, hoạt động mua bán lại đâu vào đấy. Số cán bộ công chức ít, cho nên khi mà đi kiểm tra đối với một chợ phiên chẳng hạn thì là kiểm tra đầu này, kiểm tra thu giữ hàng ở đầu này thì đến đầu đằng kia người ta đã cất giấu tẩu tán tăng vật rồi. Nên là rất khó trong quá trình kiểm tra. Và có những lúc thì người ta còn chống đối lại, chẳng hạn như người ta giằng co cướp giật lại hàng hóa để mà cất giấu đi. Việc sử dụng thuốc tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Bởi vậy, ngoài việc tuyên truyền, cần có chế tài đủ mạnh và sự phối hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng để sớm ngăn chặn hành vi mua bán thuốc tân dược tại các phiên chợ vùng cao. Thưa quý vị và các bạn, vì dòng điện của Tổ quốc, hàng nghìn hộ dân của tỉnh Sơn La đã di dân tái định cư, nhường đất cho công trình thế kỷ. Và sau gần 20 năm, đời sống của họ có những đổi thay rõ nét, cái đói, cái nghèo thì đã lùi xa. Người dân đang tích cực xây dựng nông thôn mới, tạo nên những bản làng giàu đẹp ở vùng đất Tây Bắc của Tổ quốc. Trên cánh đồng này, bà con nhân dân bản tái định cư Quỳnh Phiêng đang tích cực trồng hoa màu. Những năm gần đây, họ đã biết chuyển đổi cây trồng cho phù hợp, mang lại giá trị kinh tế cao với cách làm hiện đại, khoa học. Mới đầu bà con nhân dân chưa biết là sử dụng trồng cây các loại hoa màu để phát triển kinh tế. Nhưng mà đến nay thì đã bà con cũng dần học hỏi bà con nơi đây để cũng biết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển sang trồng hoa màu thì cũng giúp được bà con phát triển được kinh tế và nhiều hộ thì cũng từ gia đình hộ nghèo cũng đã thoát nghèo được. Bản Quỳnh Phiêng có 66 hộ dân với gần 300 nhân khẩu, hoàn toàn là đồng bào dân tộc Thái. Những ngày đầu chuyển lên vùng đất biên giới, người dân tái định cư không tránh khỏi những bỡ ngỡ trong cách làm ăn, phát triển kinh tế. Tuy nhiên đến nay, cả bản chỉ còn 2 hộ nghèo. Bà con trong bản không còn nuôi thả như trước kia nữa, phải làm chuồng trại để nuôi. Bà con cũng biết lấy cây ngô, cây cỏ voi để cắt ủ làm thức ăn dự trữ, không còn lo trâu bò chết đói, chết rét vào mùa đông nữa. Về phát triển kinh tế đến giờ phút này thì bà con nơi đây thì tương đối là nói chung là cũng rất ổn định.
Còn về cái tỷ lệ hộ nghèo thì nói chung là nó rất là ít, chỉ có khoảng 1-2 hộ ấy thôi. Về tỷ lệ này cũng rất là ít ở về hộ nghèo. Còn là về đường trường trạm này, các thứ là về đường nước điện các thứ là nói chung bà con ở đây cũng đảm bảo tương đối là đầy đủ. Huyện Yên Châu đón nhận tái định cư thủy điện Sơn La từ năm 2007 đến năm 2009 thì kết thúc với 388 hộ dân và trên 1.800 nhân khẩu. Địa phương này cũng đã thu hồi hơn 1.000 hecta đất để giao cho 5 khu và 10 điểm tái định cư, giúp họ có nơi ăn chốn ở và có đất sản xuất. Cơ bản đến nay đời sống của người dân đã ổn định và đi vào nền nếp, cũng như gắn kết với người dân ở sở tại để cùng nhau phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước làm giàu trên quê hương mới. 15 năm đến nơi ở mới, vượt qua nhiều khó khăn, lúc vạn sự khởi đầu nan đến nay, ở rất nhiều bản tái định cư thủy điện, cuộc sống trên vùng đất mới đã có nhiều thay đổi tích cực trên tất cả các lĩnh vực, đang tạo tiền đề vững chắc để người dân tái định cư cùng nhân dân sở tại tiếp tục làm giàu đẹp thêm những vùng đất Tây Bắc. Phần cuối chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, bão Noru đang giữ cường độ rất mạnh và di chuyển nhanh. Dự báo là đêm nay thì nó sẽ đi vào Biển Đông và gây thời tiết xấu cho nhiều vùng biển. Cụ thể là ngay đêm nay sau khi vượt qua khu vực Philippines, bão Noru sẽ đi vào Biển Đông, sau đó thì bão sẽ tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 30 km. Cường độ mạnh nhất thì có thể lên tới cấp 13, cấp 14, giật cấp 17 khi bão nằm trên vùng biển phía nam của huyện đảo Hoàng Sa. Dự báo là khoảng sáng sớm ngày 28 tháng 9 thì bão có thể đổ bộ vào đất liền miền Trung, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Các chuyên gia nhận định là tàu thuyền không thể di chuyển nhanh hơn được tốc độ của bão, vì thế các địa phương cần phải kêu gọi tàu thuyền hãy di chuyển lên phía Bắc hoặc xuống phía Nam để thoát khỏi hướng đi của cơn bão, tránh vùng nguy hiểm, và ngay sáng ngày mai cần cấm tàu thuyền ra khơi ở tất cả các tỉnh thành. Như vậy là ngay từ đêm nay thì vùng biển phía Đông, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua thì mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 16 với sóng biển cao từ 6 cho tới 8 mét và vùng gần tâm bão thì sóng biển cao từ 8 đến 10 mét. Do ảnh hưởng của bão thì ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa cũng sẽ có mưa dông trong đêm nay. Cảnh báo lốc xoáy gió giật mạnh từ cấp 7 cho tới cấp 8. Trên đất liền thì Bắc Trung Bộ ngày mai dự báo là trời sẽ có nắng. Trung Trung Bộ thì mưa sẽ xảy ra từng cơn bất chợt trong ngày. Còn với Nam Trung Bộ thì chủ yếu là mưa vào chiều tối. Nhiệt độ toàn miền cao nhất thì sẽ phổ biến quanh mức nhiệt từ 29 cho tới 33 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì sẽ tiếp tục có mưa dông trong đêm nay và trưa chiều mai. Trời chỉ ít mưa vào buổi sáng. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố như là Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuật, Gia Nghĩa thì sẽ dao động quanh mức nhiệt từ 28 cho tới 30 độ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác của Nam Bộ thì sẽ dao động quanh mức nhiệt từ 29 cho tới 32 độ. Ở khu vực Bắc Bộ thì thời tiết chủ đạo sẽ đều là nắng, trời chuyển oi bức. Nhiệt độ ngày mai tại thủ đô Hà Nội cao nhất thì sẽ phổ biến quanh mức nhiệt từ 32 cho tới 34 độ, còn tại phía Tây thì dao động quanh mức nhiệt từ 30 cho tới 31 độ. Vào cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.